Trước khi bắt đầu video thì phải thành thật với anh em là mình đã làm rơi con R7+ rồi. Hơi xót xa một tí, tuy nhiên thì cũng như vậy mình nhận thấy là nó trâu bò như thế nào. R7 Plus của mình đã có thể bảo vệ được cái sức mạnh bên trong của nó chỉ bằng ngóp một chút ở bên ngoài mà thôi và rơi thẳng xuống sàn bê tông. Hơi tiếc là lúc đó mình lại không kịp quay lại slow motion cho anh em xem. Và nếu mà bên tay phải của mình cái con iPhone 6 đang cầm cùng lúc đó mà rơi thì chắc chắn là nó đã đi về một nơi xa lắm. Hôm nay mình sẽ gửi bài đánh giá chi tiết về Oppo R7 Plus, một sản phẩm Fablet ở phân khúc giá cận cao cấp cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là mới lạ. Thiết kế của Oppo R7 Plus là điểm đáng khen nhất mà tới điểm hiện tại mà mình rất hài lòng. Cảm giác cầm trên tay của nó rất tự tin. Mình dùng một sản phẩm ở cùng phân khúc này của Oppo trước đây là Find 7A, nhưng Find 7A vẫn lấy chất liệu chủ đạo là nhựa. Còn R7 Plus thì khác. Sang trọng, đẳng cấp là những cái mà mình có thể cảm nhận được của dòng sản phẩm này. Khi sờ vào máy mắt lạnh, đặc biệt trong thời tiết Hà Nội hiện nay hơi se lạnh một chút, mỗi sáng sớm cầm cái R7 Plus rất là phê. Sản phẩm Oppo R7 Plus hoàn thiện tốt ở mọi chi tiết, góc cạnh, thiết kế, cổng sạc, từ giác cắm tai nghe hay là các phím bấm đều đem lại cho mình một cảm giác không có gì có thể chê trách được. Có lẽ điểm mà mình hài lòng nhất phải là cảm biến vân tay trên cái sản phẩm này. Cảm biến vân tay trên các máy đã có rất nhiều rồi, nhưng mà vẫn có một điểm chung, đó là cứ phải bấm sáng màn hình rồi mới mở khóa vân tay được. Riêng với R7 Plus và một vài nhà sản xuất khác thì chúng ta có thể chỉ cần chạm nhẹ phía sau, trực tiếp lên vân tay là có thể mở khóa máy được. Đây là điểm mình đánh giá rất cao. Tức nghĩa chúng ta chỉ cần sờ bất kỳ cái vị trí vân tay, và vân tay này thì là xoay 360 độ. Các bạn chỉ cần nhập liệu một lần và xoay ở bất kỳ góc nào đều có thể nhận diện chính xác được cao. Như vậy vân tay của R7 Plus rất nhanh và rất là nhạy. Tuy nhiên thì với Oppo R7 Plus thì nó còn trang bị chúng ta đầy đủ các tính năng. Đó là vân tay này, ngoài cái việc mở khóa máy, nó có thể khóa được từng ứng dụng riêng lẻ trên hệ thống. Từ như là chúng ta muốn khóa lại Facebook, email tránh cho người khác có thể truy cập thì R7 Plus có thể làm được mà không cần phải cài phần mềm bên thứ ba. Đây là điểm mà mình đánh giá khá cao vì có thể tích hợp được cả phần cứng và phần mềm với nhau. Tuy nhiên thì ở R7 Plus có điểm gì chưa hài lòng, đó chính là về kích thước. 6 inch của nó không phải dành cho tất cả mọi người. Khi mà mình cầm con máy trong tay, mình đã cảm thấy là nó đã hơi nặng nề và hơi có thể nói là đôi khi là sợ rơi khỏi tay của mình. Oppo R7 Plus có kích thước này là không phải là phổ biến trên thị trường, và kể cả mình đưa cho một vài bạn gái có trải nghiệm thử phải nói là quá to và không sử dụng nổi. Vì thế R7 Plus có lẽ sẽ hướng đến đối tượng là nam, tại vì con gái sẽ có chiếc R7 Lite là đi đôi với nhau. Oppo R7 Plus thì có màn hình là 6 inch nhưng mà độ phân giải chỉ là Full HD, không phải màn hình 2K. Nhà sản xuất này thì có lẽ giữ 2K dành cho dòng Find là dòng cao cấp nhất. Với màn hình Full HD công nghệ AMOLED cho màu sắc rất tươi, đặc biệt nịnh mắt và chúng ta khi xem ảnh rất là sướng và thích thú. Tuy nhiên thì màn hình AMOLED này thì không phải là cái loại tấm nền mới. Mình có thể thấy ngay sự khác biệt so với Galaxy A8 thì sẽ có độ sáng cao hơn và trong hơn một chút so với lại cái chiếc Oppo R7 Plus. Tuy nhiên thì R7 Plus chúng ta sẽ thấy nó hơi ám màu và cũng như là độ sáng màn hình cũng chưa đạt đến mức cao nhất như những cái màn hình AMOLED tấm nền mới hiện nay. Nhưng có thể nói là màn hình của R7 Plus rất là hài lòng khi xem phim và cũng như giải trí trên màn hình. Đáng tiếc thay là máy chỉ sử dụng vi xử lý Snapdragon 615. Con chip này là dành cho những máy tầm trung, vì năm nay chúng ta đã thấy là có lẽ Oppo đã tránh con chip 850 vì thực sự nó quá nóng. Máy bằng kim loại nguyên khối mà thêm chip 850 chắc là nướng được luôn, giống như kiểu HTC One M9 ấy. Vì thế khi chạy chip 615 thì Oppo R7 Plus khi mà thử nghiệm qua các bài test 3D AnTuTu thì điểm đồ họa của nó chỉ rơi vào khoảng xấp xỉ hơn 7000. Điểm này đủ phục vụ cho khả năng chơi game Advan 8 hay một vài tựa game nặng 3D, nhưng nó lại không phải ở mức tốt nhất. Và đồ họa khi mà render hiển thị trên màn hình lại sẽ không đạt được mức cao giống như những con chip từ 801 như trên Find 7 mà mình đang sử dụng. Thành ra R7 Plus màn hình lớn nhưng lại không có đủ cấu hình mạnh để có thể chơi những tựa game giải trí tốt nhất. Bù lại, với dung lượng RAM lên tới 3GB như thế này, tất cả các thao tác của mình có thể nói là mượt mà, phản hồi cực kỳ nhanh. R7 Plus chỉ cần sờ vào là có thể đáp ứng ngay với nhu cầu người dùng. Mình chưa có hiện tượng bị tràn RAM, lag hay giật trên cái sản phẩm này. Oppo rất là hào phóng khi trang bị 3GB RAM cho nó. Sau ít nhất 3 ngày chưa cần phải reset lại mà vẫn chưa bị lag trên cái chiếc Oppo R7 Plus. Sản phẩm này chúng ta thì sẽ có bộ nhớ trong là 32GB, thoải mái cho việc chứa dữ liệu, game, ứng dụng và hình ảnh. Và trên con máy này thì chúng ta sẽ có khay cắm SIM và cũng như khay cắm thẻ nhớ mở rộng để mọi người có thể lựa chọn 2 SIM không thể nhớ hoặc 1 SIM và 1 thẻ. Trên Oppo R7 Plus thì camera là một trong những điểm nhấn mà nhà sản xuất này vẫn duy trì từ xưa đến nay. Camera trong điều kiện đầy đủ sáng có thể nói là cực kỳ tốt, tốc độ chụp ảnh nhanh, bắt nét nhanh nhờ nó có hỗ trợ lấy nét laser ngay ở phía sau, tương tự như những cái xu hướng hiện nay hay có trên G4, G3 v.v. Và với khả năng lấy nét nhanh, R7 Plus có thể chụp ngay cả những bức hình chuyển động ngoài đường. Và cái màu sắc, giải dynamic range của nó khá tốt, cũng như là chúng ta màu sắc và chi tiết lấy lại nhiều, đặc biệt khi bật chế độ Ultra HD, chi tiết của nó sẽ nâng lên cao hơn hẳn so với chế độ bình thường. Mọi người cũng có chế độ slow shutter cho phép phơi sáng trên cái sản phẩm Oppo R7 Plus tối đa lên tới 32 giây. Và với việc này chúng ta có thể tạo ra những bức ảnh hiệu ứng tốt về ban đêm. Hơi tiếc là cái ảnh mình chụp phơi sáng nữa làm mất trên con máy này, nên không kịp show ra để khoe cho mọi người.
Oppo R7 Plus thì trong điều kiện chụp chiếu sáng thì lại không, có thể nói là chưa mạnh giống như con Find 7. Mình đã sử dụng cả hai sản phẩm thì mình nhận thấy rằng là cái chiếc Find 7 vẫn chụp chiếu sáng tốt hơn. Và R7 Plus khi chụp thì điều kiện chiếu sáng khiến cho nó bị mất nhiều chi tiết vì nó khử noise khá mạnh tay. Và khi mà mình quay phim trong điều kiện chiếu sáng thì camera cũng không được tốt giống như chiếc Find 7. Nhìn chung là camera của chiếc R7 Plus thì sẽ mạnh nhất về ban ngày. Nhưng khi trong điều kiện chiếu sáng thì ngoài tính năng phơi sáng rất ấn tượng ra thì khả năng chụp chiếu sáng của nó chưa mạnh như mình mong đợi. Sản phẩm này thì có camera trước rất ngon. Camera trước này thì Oppo xưa nay vẫn làm tốt, tuy nhiên góc chụp hơi hẹp, nhưng bù lại chúng ta có khả năng chụp ảnh ấn tượng, độ phân giải lớn cũng như là nhiều hiệu ứng chụp. Ở đây chúng ta sẽ có chế độ chụp Ultra HD này, chúng ta có audio photo và có thêm nhiều chế độ mở rộng. Trong đó mình rất khoái cái chế độ đó là chụp ảnh GIF cũng như là Double Expo, tạo hiệu ứng ảnh rất là độc đáo. Với R7 Plus sẽ thật là thiếu sót nếu không nói về thời lượng pin. Chiếc máy này có dung lượng pin rơi vào 4100 mAh. Với cái cấu hình không quá mạnh khiến cho máy có thể sử dụng thoải mái lên tới 2 ngày. Mà nếu ra với những người có sử dụng nhu cầu cơ bản không chơi game nhiều thì các bạn thậm chí có thể lên được tới 3 ngày sử dụng trên chiếc Oppo R7 Plus. Thậm chí là với 2 ngày sử dụng mình còn chưa có cơ hội kịp dùng chế độ siêu tiết kiệm pin. Máy có một mục cho phép người dùng có thể tiết kiệm pin tốt hơn trong quá trình sử dụng. Và R7 Plus chỉ cần sạc pin đầy trong vòng 1 tiếng rưỡi hoặc 1 tiếng 40 phút, do mình không thể đếm chính xác. Nhưng với một dung lượng pin lớn mà sạc quá nhanh như vậy, nó thậm chí thời gian sạc chỉ bằng con Find 7 của mình, cho thấy là Oppo đã tích hợp công nghệ sạc rất là tốt và cục pin ấn tượng trên sản phẩm này. Tự chung lại, nếu các bạn đang cần một sản phẩm thiết kế sang trọng, đẹp, có camera tốt, thời lượng pin rất ấn tượng, màn hình hiển thị lớn, cũng như là chúng ta có cảm biến vân tay thời thượng rất nhạy và hiệu quả, thì nên lựa chọn Oppo R7 Plus. Trong khi đó, điểm yếu của nó lại tồn tại là kích thước quá lớn, thành ra không nhiều người có thể sử dụng được. Nhưng may mắn là nếu các bạn muốn tránh tình trạng bị rơi như mình, thì Oppo có tặng sẵn một cái bao cao su đi kèm trong hộp để bảo vệ máy, cũng như miếng dán cường lực ở mặt trước đã bảo vệ luôn cho chúng ta rồi. Và sản phẩm này thì điểm đồ họa 3D GPU, chipset của nó lại không có mạnh. Đáng tiếc là có lẽ Oppo đã né tránh chip 810 và chỉ còn lựa chọn đó là chip 615 là những con chip mới nhất đang sản xuất trên thị trường. Chip 801 thì đã quá cũ và không còn dành cho những sản phẩm mới nữa rồi. Và các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.